của Vinpearl Tây Hà Nội với toàn thể các quý khách hàng đang sử dụng cái xe tải hàng lặng Sinochat Provo, và với rất nhiều các cái chương trình ưu đãi và chính sách khuyến mại, tiết kiệm các cái chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng và tạo ra nhiều cái giá trị cho các tổ chức, cho các cá nhân, cho nền vận tải hàng hóa Việt Nam. Chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc tháng chiên với ngài kể từ giờ. Minh Đức cũng đã sử dụng sản phẩm của Tây Hà Nội từ 2016, thì thấy chất lượng của xe thì rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái chăm sóc khách hàng cũng như là dịch vụ của chi nhánh Tây Hà Nội rất là tốt và chu đáo. Hôm nay tôi đánh giá rất cao về tri ân khách hàng chi nhánh Hà Nội đã tổ chức tri ân cho anh em chúng tôi. Hôm nay tôi rất hài lòng về chương trình tri ân.